Hello anh em nha, tiếp theo clip của tối ngày chủ nhật ngày 14 tháng 4 nha anh em ơi. Tối nay là một top 36 con nha anh em, 36 con Peru giáp. Top này gần 2 tháng hơn 2 tháng rồi nha anh em ha. Đó. Nửa ký một con rồi nha anh em, rất là lớn luôn á. Form ok, lớn ký lắm nha anh em ha. Top này anh em mang về thả vườn là đúng bài luôn nha anh em. Tại tụi này nó đề kháng rất là tốt, ôm con nào lên con ấy là gân lắm nha gần ok nửa ký một con rồi đó hơn nửa ký một con luôn á rồi tốc này em để 400 một em nha chống máy đầy đủ luôn nha anh em cả máy rất là lớn ký luôn máy tầm từ hai cái hai tới hai cái tư lần á chống thì ba ký trên ba ký ha đó, này anh em nào mà có vườn rộng rộng anh em mang về thả vườn anh em ơi mấy tháng rồi anh em nhìn gà khác liền đó em bắt ở đây là bốn con máy anh em thấy không dáng ok không cao lông chấp sát đó, thêm một top gà bông bông nữa nha anh em ha. Bữa giờ anh em họ gà bông rất là nhiều đó, bông và ớt đó. Đó, đây thêm 5 con gà bông nữa nha. 5 con mái. À, đây là trống nha. Đó, trống bông luôn. Cũng 400 một em thôi, hơn có 100 000 so với gà một tháng nhưng mà nó rất là cứng nha anh em ha. Dễ nuôi lắm luôn rồi. Đó, dáng dấp tốt. Ok, ăn rất mạnh ha. Vắc xin đầy đủ rồi.